Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chi tiết. Bởi đây, Công an quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội thông tin đang tạm giữ hình sự Lê Tiến Dũng 37 tuổi ở Ý Yên, Nam Định để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Tại cơ quan công an, tài xế Lê Tiến Dũng khai bản thân đã nhận thức được hành vi lái ô tô trốn chạy công an và đâm vào nhiều phương tiện trên đường là sai trái, gây bức xúc dư luận. Anh mong muốn pháp luật cho hưởng lượng khoan hồng. Trước đó, vào chiều hôm 15 tháng 3, anh Dũng được chị THA, 20 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội, nhờ chở đi gửi con ở phố Trương Định. Sau khi chị A gửi con xong, quay ra xe, thì công an phường Trương Định thông báo lỗi đổ ô tô biển số 29C856XX ở nơi có biển cấm đổ. Tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ liên quan thì anh Dũng không xuất trình được và xin bỏ qua cho lỗi vi phạm. Tuy nhiên, tổ công tác vẫn kiên quyết yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Dũng không chấp hành mà lên ô tô nổ máy bỏ chạy theo hướng Trương Định, Kim Đồng, Linh Đàm, Nguyễn Xiển, ngã ba Khúc Di Tiến, để lên đường vành đai ba trên cao hướng về Pháp Vân. Anh Dũng thú nhận, do làm ăn thua lỗ, tôi đã cầm cố giấy tờ ô tô để vay tiền. Khi công an yêu cầu kiểm tra thì tôi không còn giấy tờ xe nên nảy sinh ý định bỏ trốn. Khi bỏ chạy, anh không nhớ bản thân đã va quẹt tông vào những phương tiện nào. Anh chỉ nhớ trong quá trình bị truy đuổi, người dân xung quanh hô hào lớn, cướp, trộm. Thậm chí, một số người ném đá gạch vào xe nên càng sợ. Anh Dũng khai, lúc đấy tôi hoảng loạn tinh thần nên cứ thấy đường vắng là chạy vào. Tôi không cố tình đâm vào ai cả. Đến các ngã rẽ tôi vẫn bấm còi để người ta tránh. Anh cho biết thêm, khi chạy đến vành đai ba, đường lúc đó đông, tắt nên không thể chạy được tiếp. Thời điểm đó có một số người đập kính la vào đánh, nhưng may cũng có một số người can và công an đến kịp thời. Cũng theo anh Dũng, bản thân anh nhận thức được việc xử lý vi phạm lỗi dừng đổ chỉ là vi phạm hành chính thông thường, nhưng chống đối công an đâm nhiều phương tiện khác trên đường sẽ bị xử lý hình sự. Qua điều tra, trong quá trình bỏ chạy, ô tô của anh Dũng va chạm với 3 xe máy, một xe tải nhưng không gây thiệt hại về người. Ngoài ra qua rà soát, lực lượng chức năng còn phát hiện ô tô do anh Dũng điều khiển va chạm với hai xe máy khác. Ngoài ra, anh Dũng cũng thừa nhận, cách ngày sự việc xảy ra khoảng 4 đến 5 hôm, anh ta sử dụng ma túy loại kẹo. Nam tài xế cho rằng việc đã sử dụng chất kích thích cũng ảnh hưởng đến tâm lý. Kiểm tra ban đầu xác định đối tượng Dũng dương tính với ma túy chưa phát hiện vi phạm về cồn. Theo nhận định của cơ quan điều tra, hành vi của tài xế Lê Tiến Dũng là côn đồ. Tài xế có chất ma túy trong cơ thể mà vẫn cố tình điều khiển phương tiện. Không dừng lại ở đó, đối tượng này còn hung hãn chống đối lực lượng chức năng nên cần phải xử lý nghiêm minh để làm bài học răng đe cảnh tỉnh cho những người đang có ý định vi phạm tương tự. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 Bộ Quốc phòng đã thống nhất điều chuyển công tác đối với bà LTN Thiếu tá, 42 tuổi, chú tổ 8 phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, Gia Lai, đang công tác tại Bệnh viện Quân y 211 đến nơi công tác khác. Hiện quân đoàn 3 cũng đã chỉ đạo Bệnh viện Quân y 211 thực hiện quy trình kỷ luật đối với cán bộ nhân viên vi phạm. Chủ trương của Quân đội Nhân dân Việt Nam kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Quân đoàn 3 đã chỉ đạo Bệnh viện Quân y 211 thực hiện quy trình kỷ luật đối với cán bộ nhân viên vi phạm. Đây cũng là bài học nghiêm khắc gian đe cán bộ chiến sĩ của đơn vị. Trước đó, tối 29 tháng 2, trên đường Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, công an thành phố Pleiku kiểm tra phát hiện bà N chạy ô tô biển kiểm soát 81A32333, mà trong hơi thở có nồng độ cồn. 0,699mg trên lít khí thở, không xuất trình giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe. Thời điểm dừng kiểm tra nồng độ cồn, bà N nhiều lần gọi điện thoại và đề nghị tổ kiểm tra, bỏ qua vi phạm nhưng không được. Ngoài ra bà N còn không xuất trình giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe. Đến ngày 5 tháng 3, bà N đến trụ sở công an thành phố Pleiku xuất trình một giấy đăng ký xe ô tô biển kiểm soát 81A32333 do ông NTP làm chủ sở hữu và một giấy phép lái xe hạng B2 do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai cấp Ngày 10 tháng 9 năm 2020 có giá trị đến năm 2030. Trước vi phạm trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35,6 triệu đồng, tước bằng lái xe hạng B2 thời hạn 23 tháng đối với bà N. Vừa qua, ông Nguyễn Sĩ Nam, tri cục trưởng tri cục hải quan cửa khẩu Thanh Thủy, cục hải quan Nghệ An cho biết, anh Phạm Hải Bình, công chức công tác tại tri cục đã có báo cáo ban đầu về vụ việc dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính xe ô tô sau va chạm giao thông ở thành phố Vinh vào sáng hôm ngày 13 tháng 3. Theo đó, bước đầu anh Bình cho biết, trên đường tới cơ quan xảy ra va chạm giao thông, do bị chậm giờ sẽ bị phê bình, nên khi xảy ra va chạm anh đã không giữ được bình tĩnh và có hành động thiếu kiểm chế sau khi xảy ra sự việc anh bình đã nhận ra sai lầm do hành vi bột phát của mình anh bình cũng đã xin lỗi gia đình và người bị hại đồng thời mong muốn đơn vị tạo điều kiện để được sửa chữa khắc phục khuyết điểm của mình ngoài ra anh bình cũng thành thật xin lỗi cộng đồng mạng và mong được tha thứ trước hành động bột phát của cá nhân va chạm giao thông trên đường là những tình huống không may nhưng diễn ra khá phổ biến hiện nay với những vụ va chạm nhỏ, thay vì người đi đường có thể xử lý một cách nhẹ nhàng trao đổi, thương lượng một cách ổn thỏa thì sự việc lại bị đẩy lên tới mức đỉnh điểm. Đã có những trường hợp mang thương tật thiệt hại về tài sản không phải vì tai nạn mà do ẩu đả sau va chạm. Luật sư Trương Văn Tuấn, văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn cho hay, hành vi của người đàn ông này có thể sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bồi thường các chi phí hợp lý cho người bị hư hỏng tài sản nếu có tùy theo tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi. Cũng theo luật sư Trương Văn Tuấn, rất nhiều vụ va chạm giao thông xảy ra trên đường. Có trường hợp cho rằng việc lái xe căng thẳng mệt mỏi nên rất bất bình khi chứng kiến nhiều người đi lại, lưu thông hỗn loạn, bất chấp các quy tắc giao thông. Từ đó họ không đủ bình tĩnh để kiểm soát cảm xúc bản thân, đã có những lời nói hành động thiếu văn hóa gây ra mâu thuẫn gay gắt. Ở khía cạnh khác, Việc thiếu hiểu biết về pháp luật cũng chính là một trong những nguyên nhân căn bản dẫn tới tình trạng một bộ phận người dân tham gia giao thông tự cho mình quyền phán xét, đe nẹt người khác mà quên đi những hệ lụy pháp lý có thể sẽ phải đối mặt bởi chính hành vi của mình. Trước thực trạng trên, để góp phần xây dựng văn hóa tham gia giao thông văn minh, luật sư Trương Văn Tuấn khuyên trước hết người tham gia giao thông cần có ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, cẩn trọng để không xảy ra những tình huống va chạm trường hợp xảy ra va chạm giao thông các bên nên bình tĩnh nhẹ nhàng giải quyết với những vụ va chạm không quá nghiêm trọng về người và tài sản các bên có thể xin lỗi thương lượng thỏa thuận bồi thường để nhanh chóng giải quyết đồng thời giúp tránh ủn tắc giao thông đặc biệt là các bên tránh dùng những lời lẽ xúc phạm nhau trường hợp một trong các bên có dấu hiệu không kiềm chế được cảm xúc có ý định xâm phạm tài sản sức khỏe tính mạng hoặc vụ việc nghiêm trọng phức tạp thì cần giữ nguyên hiện trường và báo cáo với cơ quan công an để can thiệp kịp thời Mới đây, đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, phó giám đốc công an tỉnh Bình Thuận cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể gây ra vụ cháy hơn 200 xe máy tại bãi tạm giữ xe máy công an huyện Tánh Linh Bình Thuận. Theo đại tá Liêm, cơ quan chức năng sẽ thành lập hội đồng giám định, giá trị thiệt hại tài sản dựa vào giấy tờ xe, biên bản vi phạm, hội đồng giám định đánh giá lại giá trị chính xác của từng loại xe của người dân theo đúng quy định pháp luật. Ông Liêm nói, trước mắt pháp nhân bồi thường thiệt hại của người dân là công an huyện Tánh Linh, còn hướng xử lý tiếp theo của cá nhân tập thể liên quan sẽ được cơ quan chức năng điều tra, kết luận. Người dân có thiệt hại về xe máy bị tạm giữ sẽ được công an huyện Tánh Linh hướng dẫn các thủ tục theo quy định pháp luật để làm hồ sơ nhận đền bù. Như thông tin đã đưa, vừa qua, Công an tỉnh Bình Thuận đã công bố nguyên nhân vụ việc 232 chiếc xe máy tăng vật tại trụ sở Công an huyện Tánh Linh bị thiêu dụi. Vụ cháy xuất phát từ sự bất cẩn của chiến sĩ công an nghĩa vụ. Theo đó, một chiến sĩ đang thực hiện quá trình hút xăng từ các xe máy tăng vật vi phạm trước khi đưa vào bãi. Cùng lúc một chiến sĩ khác đang ăn cơm chiều về, vô tình quăng tàn thuốc trúng vào nơi đang hút xăng, khiến ngọn lửa bùng phát. Vụ cháy đã được dập tắt sau 45 phút, tổng thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Theo luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân, giảng viên luật, thuộc Đoàn Luật Sư tỉnh Đồng Nai, căn cứ vào khoản 2, 3, điều 9, Nghị định số 138 năm 2021 NDCP, thì người quản lý, bảo quản tăng vật, phương tiện, giấy phép bị tạm giữ, có trách nhiệm trực tiếp quản lý, bảo quản tăng vật, phương tiện bị tạm giữ tịch thu. Trường hợp tăng vật, phương tiện, giấy phép bị tạm giữ bị mất, bán trái quy định, đánh cháo, hư hỏng, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người ra quyết định tạm giữ, tịch thu về việc quản lý, bảo quản tăng vật, phương tiện, giấy phép bị tạm giữ. Như vậy, đối với các xe bị cháy dẫn đến hư hỏng, thì người ra quyết định tạm giữ tịch thu phải chịu trách nhiệm bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Con người quản lý, bảo quản tăng vật, phương tiện bị tạm giữ tịch thu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người ra quyết định tạm giữ tịch thu về việc quản lý, bảo quản tăng vật, phương tiện. Ngoài ra, trong trường hợp chủ xe có mua thêm bảo hiểm vật chất xe, bảo hiểm tự nguyện, thì chủ xe yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho mình sau khi doanh nghiệp bảo hiểm đã trả tiền bồi thường cho chủ xe doanh nghiệp bảo hiểm có quyền yêu cầu công an huyện tánh linh hoặc người có lỗi gây ra đám cháy bồi hoàn cho mình khoản tiền đã bồi thường trước đó cho chủ xe